là những cái trải nghiệm quá tuyệt vời. Lần đầu tiên trong đời cũng lần đầu tiên lái Volvo và chạy trên những cung đường khắc nghiệt như thế này. Có thể là bạn sẽ phải cầm lái, bạn sẽ phải cầm lái thì bạn sẽ hiểu những cái cảm xúc nó phải thăng hoa, nó độc nhất vô nhị như thế nào. Được không? Được rồi chứ? Ngày quá.